Tính được con mình là con trai hay con gái thì quý vị căn cứ vào 3 thông tin sau. 1. Là tuổi của gì? Tuổi của cha. 2. Là tuổi của mẹ. 3. Là gì? Cái tháng sinh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách sinh con trai hay là sinh con gái theo ý muốn bằng cách sử dụng học thuật phong thủy. Thì quý vị đã biết đấy, cổ nhân ngày xưa ấy, thì đã để lại rất nhiều cái kiến thức phong thủy bổ ích, cũng như là những cái quy luật vận động để chúng ta có thể áp dụng vào được cuộc sống, đúng không? Đầu tiên là gì? Chúng ta phải biết được quy luật âm dương ngũ hành, đúng không? Đầu tiên là gì? Vô cực thì sinh như thái cực, đúng không? Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, tức là sẽ xuất hiện âm dương trái phải, trắng đen sáng tối. Đấy. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng thì có gì? Đông Tây Nam Bắc, đúng không? Đông Tây Nam Bắc, Xuân Hạ Thu Đông, vân vân. Đó. Và tứ tượng thì sinh cho bát quái, bao gồm tám quẻ là Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Linh Quân Đoàn, hay là Càn Đoàn Linh Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn, tùy theo sắp xếp theo hậu thiên và tiên thiên. Đó. Thì từ bát quái, đúng không? Sau đó đến thì bát quái thì sinh ra vạn vật, đúng không? Bát quái sinh vạn vật, vật bắt đầu sinh ra gì? Các loại trên đời, ví dụ như là sinh ra các hướng là Đông Tây Nam Bắc, bao gồm ba sơn ở Bắc, được bao gồm ba sơn ở Nhâm Tý Quý. Đợt cấn giờ, đúng không? Cấn Đông Bắc thì bao gồm sơn Xỉu Cấn Dần, vân vân. Đó. Từ đó sinh ra vạn vật trên thế giới. Đấy. Như vậy là gì? Vạn vật trên thế giới sinh ra đều không thể thoát khỏi được cái quy luật âm dương ngũ hành. Đó. Vậy chỉ là hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái cách tính của cổ nhân ngày xưa để làm gì? Tìm ra được, gì? Chọn được, hoặc là biết được gì? Kiểm tra xem là gì? Cái tháng sinh đó, cái ngày sinh đó, hoặc là cái tuổi vợ chồng đó, sinh của cái tháng đó thì là sinh được con trai hay là con gái. Đó, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng quý vị đã biết đấy, tôi đã chia sẻ rồi, đúng không? Thì chúng ta phải căn cứ vào gì? Vào âm dương ngũ hành. Thì chúng ta biết là gì? Nam thì là dương, nữ thì là âm, đúng không? Chẵn thì là âm, lẻ thì là dương. Đó. Từ đó chúng ta bắt đầu chúng ta xét tính được con mình là con trai hay con gái thì quý vị căn cứ vào 3 thông tin sau. 1. Là tuổi của gì? Tuổi của cha. 2. Là tuổi của mẹ. 3. Là gì? Cái tháng sinh. Tất cả đều là âm lịch nhá. Thì ví dụ như là, ví dụ nhá, tôi lấy ví dụ này, đúng không? Thứ nhất là gì? Tuổi của cha này. Thứ hai là tuổi của mẹ này. Thứ ba là gì? Cái tháng thụ thai nhá. Tháng thụ thai. Đấy. Ví dụ như là bố là người cha là gì? 30 tuổi. Mẹ là gì? Mẹ là 25. Và cái tháng thụ thai sinh con ấy, cái tháng thụ thai nó là tháng 3 chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta tính như nào? Đấy. Như chúng ta biết quy ước nhá, đúng không? Chẵn thì là gì? Chẵn thì là âm. Lẻ thì là dương, đúng không? Như vậy 30, cha 30 thì là gì? Thì là hào. Hào âm. Đúng không? Lẻ thì là dương, như là 25, mẹ 25 thì là dương. Tháng sinh là tháng thụ thai là tháng 3. Tháng 3 là lẻ cũng là gì? Là dương. Như vậy kết hợp được chúng ta được quẻ gì? Trên dương hai hào, hai trên là âm hai hào dương thì chúng ta được quẻ loài. Quẻ loài là quẻ âm. Như vậy là gì? Cha 30 tuổi, mẹ 25 tuổi mà thụ thai vào tháng 3 thì sẽ sinh ra con gì? Gái. Đó. Đó là trường hợp đầu tiên nhé. Ví dụ như là gì? Trường hợp thứ hai là thì cho lẻ hết đi. Ví dụ như là cha lẻ 33 đi. 33 tuổi. Tuổi của cha và bà là 33, tuổi của mẹ là 25 và sinh con là sinh tháng 3. Ví dụ thế thì sao? Đúng không? Chúng ta 33 là gì? Là âm, là lẻ, là dương. Đấy, thì tuổi của cha là gì? Là dương. Dương là gì? Là lẻ. Âm là chẵn nhé. Tuổi của mẹ là 25 thì vẫn là lẻ, đúng không? Và tháng thụ thai là tháng 3 cũng là lẻ. Như vậy chúng ta kết hợp được rồi quẻ gì? Quẻ càn. Càn là dương. Như vậy nếu mà cha 33 tuổi, mẹ 25 tuổi mà thụ thai vào tháng 3 thì sẽ sinh ra con trai. Đó. Tương tự như vậy quý vị có thể tiến hành được với những cái tháng khác. Ví dụ như sau. Tiếp theo này, giả dụ như là người cha vẫn là 33 tuổi, người mẹ là 20 tuổi, 28 tuổi
và thụ thai vào tháng 8 đi, vào tháng 10 đi. Đó. Thì chúng ta sẽ có như nào, đúng không? Ví dụ 1 này, ví dụ 2 này, ví dụ 3 nhé. Cha 33, mẹ 28 và thụ thai vào tháng 10. Thì cha 33 thì là lẻ thì là Hào Dương. Lẻ là Hào Dương. Mẹ 28 chẵn thì là Hào Âm. Ba gì? Thụ thai vào tháng 10, tháng 10 cũng là tháng chẵn thì nó cũng là Hào Âm. Như vậy chúng ta được kể gì? Như vậy là chúng ta sẽ được quẻ, và đây là quẻ Cấn, đúng không? Quẻ Cấn là gì? Là Dương, là con trai. À, quý vị đã hiểu chưa? Đây, chúng ta xét nhá. Xét theo Hào, xét theo gì? Tuổi của cha mẹ, ba thông tin này. Ba thông tin, đúng không? Thứ nhất là tuổi của cha, tuổi của mẹ và tháng tự thai. Đấy. Thì ví dụ, một ví dụ nữa đi. Ví dụ để cho bạn, các bạn trẻ trẻ tí. Ví dụ như là tuổi của cha là đi 25 đi, 24 đi. Tuổi của mẹ là 21. Đấy. Và thụ thai vào tháng 7 đi. Nhé, thử xem là con trai con gái. Thì chúng ta biết 24 là gì? Là Hào Âm. 24 là chẵn mà. Chẵn thì là âm. Cứ chẵn là âm, lẻ là dương. Chẵn là âm này. 21 lẻ là gì? Là dương. Và 7 thì là cũng lẻ cũng là gì? Là dương. Như vậy là với người cha mà 24 tuổi, mẹ là 21 tuổi và tháng thụ thai là tháng 7 thì chúng ta có gì? Đây 24 là chẵn đúng không ạ? Là hào âm. 21 vợ là lẻ là hào dương và tháng thụ thai là tháng lẻ cũng là Hào Dương. Như vậy là thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ sinh xem con này sinh con gì nhé. Đây là quẻ thuộc quẻ Đoài. Quẻ Đoài là âm đúng không? Quẻ Đoài là âm. Như vậy là gì? Đây sẽ là sinh vào tháng này sẽ là nữ. Đó. Tiếp theo này, ta xét một trường hợp nữa. Ví dụ như là cha mà 27 tuổi đi, mẹ 23 tuổi, 24 tuổi đi và thụ thai vào tháng 12. Thử xem là con trai con gái nhé. Chúng ta biết này, 27 này là âm đúng không? Là dương. 27 là dương này, 24 thì là âm. Và tháng 12 cũng là tháng âm. Đúng không? Như vậy cái này thuộc quẻ Cấn. Quẻ Cấn là dương. Như vậy đây là sẽ là con trai. Đó. Thì chúng ta có thể áp dụng được cái quy luật âm dương ngũ hành vào để chúng ta tìm ra được gì? Cái tháng sinh đó là chúng ta sẽ sinh con trai hay là sinh con gái. Đây là một cách tham khảo thì quý vị có thể là theo dõi, có thể ứng dụng trong trường hợp quý vị đã đẻ rồi hoặc có những người mà đã sinh rồi, đang sống và đang lớn lên rồi thì chúng ta sẽ thử nghiệm lại xem là cái tháng sinh của mình có đúng như vậy không? Nhá, cái tháng sinh của mình có đúng như vậy không? Có đúng là con trai không? Có đúng là con gái không? Rồi quý vị có thể comment bên dưới để chúng ta thì cùng được biết. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách kiểm tra là gì? Sinh con trai, con gái. Hoặc là gì? Chúng ta có thể chọn được thời điểm sinh con trai, con gái theo ý muốn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.